kênh giải trí Toys for Children. Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay anh Tom sẽ giới thiệu với các em bộ đồ chơi lắp ráp robot siêu nhân cơ động biến hình. Đây là chiếc xe đầu cá sấu. Nó có thể nuốt chửng cả một chiếc xe hơi đó các em. Bây giờ chúng ta bắt đầu lắp ráp nhé.